Chào tất cả các bạn, mình là Thanh Tùng. Có mặt với chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc siêu phẩm Neo Willett 4K model QN85B. Và đây là phiên bản 75 inch. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp chiếc TV này nhé. Các bạn lưu ý rằng đối với xe inch 75 thì nó thật sự rất nặng, cho nên việc lắp đặt TV đúng cách sẽ giúp cho TV hoạt động được hiệu quả nhất. Đối với các dòng TV ngày càng có kích thước to hơn thì việc lắp đặt đúng cách sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, an toàn và khoa học. Để thuận lợi nhất trong quá trình lắp đặt TV, các bạn nên nhờ sự hỗ trợ của người thân hoặc là bạn bè của mình. Nên chuẩn bị một mặt phẳng thật là chắc chắn như là bàn hay là kệ. Và nên nhớ một quy tắc, an toàn là trên hết. Như vậy là chúng ta đã lắp đặt xong chiếc TV QN85B. Vậy chiếc TV này có những điểm nhấn gì đặc biệt? Có 4 tính năng quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó chính là, thứ nhất, đó chính là đèn nền Quantum Mini LED. QN85B sử dụng đèn nền Quantum Mini LED được điều khiển bởi công nghệ Quantum Matrix. Với công nghệ này sẽ giúp cho TV của chúng ta có độ tương phản rất rộng và màu trắng sáng tinh khiết. Bóng đèn mini LED có kích thước nhỏ chỉ bằng 1 phần 40 lần so với các bóng đèn LED thông thường khác, giúp cho hình ảnh của TV được tối ưu về độ sáng, giúp cho người dùng có một trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhất. Thứ hai, đó chính là công nghệ Quantum HDR24X tương đương với 1500X. Công nghệ HDR24X sẽ giúp cho QN85B hiển thị được mọi sắc thái của màu sắc, đem lại hình ảnh sống động nhờ dải màu rộng. Bên cạnh đó, nó còn giúp tái tạo trọn vẹn những chi tiết trong vùng tối và những cảnh sáng. Nhờ vậy, người dùng có thể thưởng thức những chi tiết một cách trọn vẹn với hình ảnh sống động nhờ vào công nghệ hình ảnh HDR10+. Thứ ba là bộ xử lý lượng tử 4K. Với bộ xử lý này sẽ giúp cho QN85B nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Bộ xử lý này vô cùng mạnh mẽ, tích hợp công nghệ học sâu Deep Learning giúp tinh chỉnh và tối ưu chất lượng hình ảnh theo từng khung hình, theo từng điều kiện xem. Thứ tư đó chính là âm thanh vòm OTS. Chiếc TV này còn sở hữu hiệu ứng âm thanh vòm Dolby Atmos vô cùng rõ ràng nhờ vào các kênh âm thanh vật lý được tích hợp ở bên trên. Ngoài ra, các kênh âm thanh vật lý xung quanh màn hình còn giúp tái tạo được âm thanh vòm thật, mang đến trải nghiệm xem phim cũng như chơi game một cách đắm chìm và tuyệt vời nhất. Từng cảnh game sẽ được diễn ra chân thật và sống động như là bạn đang nhập vai trên chiến trường. Vừa rồi là 4 tính năng nổi bật và quan trọng nhất của chiếc TV QN85B năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!